trước khi xem video, các bạn hãy nhớ ấn nút like nếu các bạn thích các video mà anh Việt làm. Và đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ cho anh Việt và ấn vào cái chuông để không bỏ lỡ video nào tiếp theo nhé. Còn bây giờ xin chúc các bạn xem video vui vẻ. Để em tìm mọi người nhanh hơn, em sẽ cố gắng nhập vai vô. Nhập vai. Cố gắng nhập vai. Ok, và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với series Minecraft cùng với cả Mr. Beat. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả một màn chơi cực kỳ đặc sắc, đó chính là chúng ta sẽ chơi trốn tìm. Gọi là trốn trong kinh công chấm e kè đó. Mặt này cực kỳ giống một nhân vật đó, trông giống Kairon vậy. Okay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với màn chơi này thì với cả bạn Jack VN đó, đang trốn từ cái hố này đó, mỗi cái đầu này. Đó, Simi và cả MK Gaming đẹp trai đó, tay vuốt vuốt đó. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chơi màn chơi này. Và trước khi chơi trò chơi thì nếu các bạn thấy thích cái game này thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe, cũng như là qua kênh của Mèo Simi, MK Gaming và Jack VN để ủng hộ cho mọi người nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi nào. Ok, và hôm nay chúng ta cùng đến với cả màn chơi trốn tìm. Thì có lẽ mọi người đã biết luật rồi. Đó, thì ở đây trong này chúng ta sẽ có một cái rương là chứa cái kiếm của kẻ đi tìm. Thì bên này sẽ có một cái ba hòm để chứa ba cái cây gọi là kéo này, đá này và giấy, kéo búa bao đó. Và bên này sẽ có bốn cái ô. Trời ơi, chưa chơi đã xàm xàm rồi. Rồi ok, chúng mình gọi là trong lượt đầu tiên cho rất ưu tiên làm luôn khỏi kéo búa bao. Thích chết người đúng không? Thích chết người. Ok, đấy thì đây Simi bên màu này, bên Simi bên màu xanh này. Đó. Ăn bên màu này, đó. Thì mỗi người sẽ lấy một cái cây gậy đập lùi nha, và lấy thêm mấy stack pháo hoa tùy. Đó, ok. Lấy một cái gậy đập lùi thôi đúng không? Một cái gậy đập lùi thôi. Đó, duy nhất một cái thôi. Rồi, ok, xong. Và bây giờ mọi người ấn một cái nút dịch chuyển này để mình xuống cái khu sân này. Còn dắt đứng đấy, thay skin con kim công này đây. Đó, dắt biến kim công này. Biến hình thành kim công đi nào. Đó, biến hình kim công coi. Biến hình kim công đi. Và chúng ta có lại đây là sự chuyển hóa từ một con cá thành con khỉ. Ok, và bây giờ sẽ biến con kim công á, nhìn con kim công à. Thôi. Ok. Được rồi. Ok, inventory chui đã rồi, ok, không mất đồ rồi. Và bây giờ mình sẽ đi chuyển xuống sân này. Đó, rồi. Nữa, được chưa? Một ca xuống chưa, một ca chưa? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chơi mấy game ta? Mọi người chơi mấy game ta? Chơi 4 game à? 4 game cho 4 lần đi nhá. 4 game. 4 game và chúng ta sẽ chơi mỗi game trong vòng 3 phút và anh Vi sẽ là người bấm giờ. Thì ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Bây giờ dắt đếm từ 1 đến 100 đi. Đếm với kiểu trốn tìm đi. 5 10 15 20 đi. Nhớ nha, nhớ quay mặt bên trong. Ui, con khỉ nó nhìn mình kìa. Quay lại trong. Rồi, ok, đẹp trai ạ. 1 100. Xong, đi tên. Đếm gì vậy? 5 10 15 20 đúng rồi. Chơi. Rồi, kiếm đi. Đó, mình đang rất tỉnh, đang giả điên, ra này giả điên. Đó, kỹ năng để chiến thắng trong game là phải giả điên. Đó. Lúc này em mới chạy lên chỗ, thấy em tỉnh quá hả? Xin đi đang đứng góc nào em? Trời ơi, mấy người xe treo hết lên cây luôn kìa. Mình cũng treo lên cây luôn nè. Ok, cần thấy con khỉ ở kiếm á. Để em tìm mọi người nhanh hơn, em sẽ cố gắng nhập vai vô. Nhập ok. Cố gắng nhập vai. What? Ôi đừng. Dắt giả đi á. Ông cười lên phát nữa là tim tôi chết luôn á. Ok, mình đang giả khùng rất là thành công. Dắt đâu ta? Chơi dắt đâu ta? Mình kinh công ở chỗ đâu rồi? Trời ơi, ông làm ăn thua ai vậy? Kì kìa, lúc kìa, kì dắt kìa. Anh thấy quẩy hết. Simi gì? Rồi sao Simi đã sử dụng thành công cái ấy rồi. Sử dụng thành công cái gậy của mình rồi. Mất gậy rồi. Ok, nhưng mà thoát được rồi đúng không? Đó, nhìn dắt kìa, dắt là sáng sát kìa. Đó, con khỉ độc đang bị gọi là. Rồi. Khỉ độc đang bị quay. Không biết đâu là người thiệt. Em thấy tinh thần nó lắc. Ok. Dắt còn hơn gần 2 phút nữa thôi. Cố lên, chắc chị thắng rồi. Gần 2 phút nữa thôi. 1 phút đã trôi qua rồi. Hú tiếp đi dắt.
Jack ơi, đừng có lại. Ok, Jack đang hóa điên rồi, Jack giết em. Giết em rồi. Chơi. Thì mình chơi. Còn sống sống lúc này em Jack biết. Ok. Em đã thoát. Jack còn 1 phút nữa, hơn 1 phút nữa thôi. Ok, chúng ta sắp thắng rồi. Bật pháo hoa đi. Đó, map này cực kỳ đẹp trai luôn. Đó, Jack đang giải điên kìa. Lên về em rồi. Mình chắc là mình vừa đi qua MK luôn, tại MK vừa đứng im. MK được. Không phải đâu. Đừng có nói như vậy. Dắt đâu ta? Vừa thấy hơn. Đâu ấy. Dắt đâu? À, đây thế. Khi đâu ta đi. Đó. Giải điên đi. Đây là kiểm mà em ăn rồi. Ok, chúng mình sẽ thắng rồi. Dắt chỉ còn 40 giây thôi. Ấu được đánh một cái. Ôi, một cái chết được kìa. Ok, 50 phút. Ok, 30 giây, ok. Ta chỉ thắng rồi. Yeah, Jack đang chém điên cuồng. Thôi xong rồi, nó nhìn thấy mình rồi. Ôi, Jack chỉ thắng rồi. Trời ơi. Thôi rồi. Bây giờ ai chết trước người đó bị. Em giết tôi đúng không? Ông có nghĩ ông giết là tôi à? Đợi đây. Ok, rồi. Tiếp tục nha. Bà. Hả? Hãy diễn nhập tâm vô vai khỉ. Kinh điển. Tôi sẽ là Danale, ông đợi đi. Tôi sẽ là khỉ Danale. Chưa. Trời, đập bánh mất kinh. Rồi ok, Jimmy ơi. Jimmy đi kìa. Đi rồi. Năm mười đi trời. Đúng rồi. Một. Một trăm rồi, sao em số kiếm nha. Ok, fine, ổn. Ok, tôi ổn. Ok, fine. Đó. Ok. Ờ, như Jack chưa hai nên. Jack chưa hai nên đúng không? Ok, mình lên kiếm Jack nha. Jack chưa hai nên, Jack chưa hai nên. Đâu, muốn nói chứ gì chơi đâu. Ok, Jack chưa hai nên. Simi đâu? Khỉ Simi đâu? Đi đâu? Em đó, trời ơi, đang chạy điên cuồng rồi. Trời ơi. Em phải là trốn trước, em là khởi động không bằng trốn trước. Một ca đúng không? Trời ơi, sao một ca chết đầu tiên vậy? Không, một ca đi sao sao á, lúc đấy là em định không giết rồi, xong rồi một ca đi ngược lại, cái đầu nó bị gì á, trời ơi. Mong em không chơi bị lục nghề rồi. Ok. Nó không nhập vai khỉ mà nó phải nhập vai khỉ. Ôi sợ nhất là đang đi mà kiểu dính phải cái gạt lúa. Jack đâu rồi? Trời ơi, ông là ai? Ông diện được tôi à? Không có đâu. Đâu rồi? Biết sao mà sống được. Rồi. Đi lên thoại nhá. Mơ ca ở góc nào rồi? Không, tôi chết rồi. Đôi mắt xa linh nhan của em đang nhìn. Có mấy đôi mắt kỳ đột á. Xa linh nhan. Đôi mắt xi nhan. Em sẽ dùng đôi mắt của khỉ ra đây. Em sẽ nhìn ăn ra. Em xong đây.
Ok, em nhìn đi, em nhìn đi. Em nhìn đi, yeah. Chị mình nhìn đi. Em nhìn. Hello. Đâu? Đâu rồi? Chả ngu đúng không? Trời ơi, không giả ngu luôn. Ôi chị mình à, mà mọi người chị mình à. Đâu rồi? Chị mình đang đi tìm rồi. Ôi, em còn khỉ đồ kìa. Trời ơi. Đó. Mãi. Đúng rồi, ngẩng lên chị mình, ngẩng lên, ngẩng cao lên. Đâu? Ngửa lên. Trời ơi, cái đó nè. Ôi, còn đáng thế. Chạy. Chạy. Vài phút nào bây giờ, vài phút nữa. Ok, fine. Đây chỉ còn khoảng 1 phút thôi. À, chứ không phải rồi. Đó. Đâu rồi? Nha. Đây đúng không? Ok, đó, khỉ đột đã bị mình lừa, xin mình kìa. Vì đâu? Trời ơi, trời. Đâu ta? Đây không? Tỉnh như sáo luôn. Đâu rồi? Sau lưng à? Đây à? Đây à đúng không? Rồi. Đâu rồi? Ôi chị là em vừa đi qua mặt anh luôn. Ôi thế á? Em không biết. Mình tưởng. Ok, xin mình chỉ còn 30 giây thôi. Gần 30 giây thôi. Nó chém mình gần chết rồi nó bỏ. Anh đi. Đâu rồi? Trời ơi là trời. Nó chém mình gần chết rồi nó bỏ rồi. Ok, Simi tốt rồi. Rồi, hết rồi. Có rồi, 2 giây rồi. Ok. Hello, Simi. Để sau này, Simi. Ok. 10, 15, 20, 25. Ok, được rồi, tiếp gì anh? Chơi, chưa xong. Trời, chưa giới thiệu luôn. Em lấy đồ anh. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn thứ 3. Là màn này sẽ có khỉ đột MK ở nhìn mặt quyến rũ anh. Hợp lý. Em xuống cho nha, bye bye. Rồi, không, ông hãy tí luôn. Ok, chúng ta tiếp tục giải điên tiếp. Đó. MK đâu ra? Khỉ đột MK, nhập tâm diễn sâu MK. Wow. Mà ca đã ngồi nhìn, ca đã thôi. Mà ca, ôi ông ý là ông chuyên nghiệp lắm. Trời ơi, ông không có đi tìm xong toán lạ đâu, ông đứng một chỗ à. Sự rộng đôi mắt của mình nhìn. Đôi mắt Galinga à. Nhà anh làm gì rồi nha. Rồi, rồi, rồi. Sao có cảm giác hay đúng không? Hay đúng không? Trời ơi. Trời ơi. Ok. Chuyên nghiệp vai. Vừa mới chứng kiến cảnh con chê xin bị chết. Hợp lý. Trời ơi, sợ sợ đáng sợ. Em mà hôm qua thấy chơi với TL, thấy TL bảo là Jack là trùm trốn đúng không? Ôi, Simi chết rồi. Jack ơi. Jack đâu? Đó, chúng ta chết là bay nha, chúng ta đang giả khùng. Chạy đi đâu? Ông chạy đi đâu? Ôi, vì sao vậy? Thấy chưa? Ôi, thề luôn, MK chơi kiểu về dư đông kích tây ấy. Ông gọi Jack thôi, ông như kiếm mình, hư cấu. Chỉ còn Jack thôi. Xong rồi, để xem Jack ở đây giả khùng đâu rồi. Anh làm cái gì mà được ý ấy. Jack, ôi Jack giả khùng chuyên nghiệp vậy. Ui. Đâu. Giống NPC vậy. Chúng ta phải trở thành một NPC. Giống NPC vậy. Ôi, Jack này. Ồ, Jack đang giả khùng giống NPC ấy. Không phải. Trời ơi, Jack này khùng. Ok, MK còn 1 phút thôi. Đó. Cố lên MK. Đây là chùm bà. Trời ơi. Thế luôn, nhìn giống NPC cực luôn á. Thật á? Em đã bảo rồi. Nhìn Jack này, Jack y hệt con NPC luôn. Ồ, y hệt luôn này. Đó. À, không thể game lúc 3. Đi nhá, đi người rất thẳng nhá. Yeah. Đó. Đi người rất là thẳng thôi, đầu điếc kiểu nhìn không thay đổi cùng một hướng nào luôn nhá. Đó, quay. Trời ơi, các bạn ơi, mình đã bảo hay rồi. Hay lắm. Chưa, trời ơi, một ca cố lên, còn 30 giây thôi một ca ơi. Bắn pháo hoa đi Jack ơi, chơi gian đi, chơi sợ vậy. Bắn pháo hoa đi Jack ơi. Chưa thích pháo hoa. Đây rồi. Đây, Jack kiếm một. Không phải. No, đây nè. Đi hợp lý. Châu vậy. Ôi nói.
biết rồi, sao một cái làm rồi. Rồi, ok. Ok, rồi mọi người ra cái sân bàn cờ đi. Yeah, thì ok và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Thì rất là gọi là thể hiện những khả năng điêu luyện của MK cũng như là dắt đâu. Một người trốn là thượng đẳng và một người tìm cũng thượng đẳng luôn. Đó, nhìn mặt MK khuyến vũ ấy. Một người tìm bằng cách đó, thật là kinh khủng. Ok, và nếu mọi người cảm thấy thích cái game này thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe cũng như qua kênh của MK Gaming này. Simi giờ ZVN để subscribe cho mọi người nha. Và nhớ để lại comment hashtag trốn tìm Mr. Beat để mình có thể làm thêm các video sau. Mình sẽ làm các cái map hay hơn, đẹp hơn cũng như là mời các thành viên còn lại của OP Team cùng ra cho cùng mình nhá. Ok, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye.